Rồi, hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức nhé. Hôm nay thì lại giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là cái lắp đầy bình ắc quy của Hyundai HD, rồi là 110SL. Toàn bộ cái dòng Hyundai HD của thị trường Việt Nam thì đều dùng cái lắp đầy ắc quy này, kể xe nhập luôn. Đấy, từ Hyundai HD 450, 500, 700, 800, 650, rồi HD Mighty 217, rồi nói chung là tất cả dòng Hyundai HD thì đều dùng cái lắp bình ắc quy này. Đây là lắp xịn hàng chính hãng anh em nhé, nhập khẩu từ nhà máy Hyundai, hàng mẫu bít xịn 100% luôn. Đây, các bạn nhìn tem này, tem má vạch này. Đấy, các bạn tem má vạch. Đấy, ngoài ra đó thì đây, đặc biệt ắc quy thì nó có chữ low step. Low step cái này thì trong tiếng Việt thì các bạn cũng hiểu rồi đúng không ạ? Đặc biệt ắc quy. Đấy, hai bên thì nó có hai cái lỗ để cài ốc, còn cái móc thì đấy tùy theo nhà sản xuất các bạn thôi. Đây là cái mặt trước của nó các bạn nhé. Đây, nó có một gân các bạn. Đó, còn đây là mặt trước các bạn này. Đấy, con này là lắp bảy bình ắc quy các bạn nhé, hàng xịn 100% chính hãng luôn. Còn đây là mặt sau của nó các bạn này, mặt sau này các bạn này. Đấy, anh em mặt sau đây, đây là mặt sau đây. Đấy, hàng xịn 100% các bạn, còn má vạch này bên trong thì nó có những cái má vạch của thông số nhà sản xuất. Đấy, anh em nào mà bị mất cái lắp bình ắc quy này hoặc bị vỡ hoặc bị rơi thì ủng hộ mình nhá, theo hai số điện thoại đây các bạn. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, hẹn gặp lại anh em ở sản phẩm tiếp theo.